Cần Thơ ký sự 54321 các bạn. Thì đầu tuần nha, tháng này thứ hai đầu tuần thì mình sẽ lập một cái video về Sitco, trở lại Sitco sau mấy ngày nghiên cứu hệ điều hành chán các bạn. Giờ mình sẽ trở lại với một vài video Sitco. Đây là con Firewall Sitco Asa 5520. Con này mình lắp cách đây khoảng mười mấy năm, bây giờ lấy ra không sử dụng nữa thì dọc phá chơi bạn. Sitco 55 Asa 5520 ha. Thì giờ cấu hình trong đây là con Sitco hoàn toàn mới, coi như mới thì mình không biết cấu hình thế nào bạn. Thông số ngày xưa ha, thì không biết cái người phía trước ta cài sao ha. Bây giờ mình sẽ cắm vào và mình bỏ bắt quạt thử các bạn, bỏ bắt quạt thử vô mình coi người ta cài cho nó. Trong kênh mình thì có như một video và video cách mình bỏ bắt quạt, giữ nguyên cấu hình của những cái dòng Sitco ha. Thì hôm nay thử làm này biết được không ha. Rồi, sẵn đây mà làm trên mình đã sử dụng cái cặp bình son các bạn. Đây mình sử dụng một cái máy tính ngày xưa cũ có cái cổng này ha, có cần đầu chuyển này, cặp bình son vô cái cổng cơm hay là ba cơm ha. Chỉ có những cái máy mà thời xưa như máy này H31 nó mới có cổng đó ha. Rồi mình gắn trên cái để máy lên này mà mình hôm nay sẽ làm trên hệ điều hành Extra Linux của Nga, sẵn nghiên cứu luôn, làm trên Windows thì chán này. Rồi sẵn đây thì mình cũng nghiên cứu song song ha, vừa nghiên cứu Extra Linux và nghiên cứu Sitco luôn đó, làm cùng lúc quá trình mình nghiên cứu. Mà thì có phần video về cái hệ điều hành Extra Linux hôm trước thì mình có một cái video 20 phút thôi. Thì ở đó là chưa có nói gì vấn đề cài đặt, chỉ là đi được xem một số cái chức năng cơ bản này. Hôm nay mình sẽ xem cách gỡ một cái file cài đặt ha, cách gỡ một cái chương trình cài đặt trong Extra Linux ha. Thì mình vô gõ lệnh này bạn ha, gõ xong thì nó hiện lên một đống ha. Mình muốn gỡ cái nào đó thì mình sẽ nhập cái công này vô ha, rồi cái tên phần mềm là xong nha. Còn cài đặt thì nó giống như Linux thôi. Đây, này như mình mới cài booty nè, mới cài booty nè bạn, để tiến hành mà còn vô cọc console nè, theo nét cái con tường lửa này ha, rất thắt á. Ok, đây mình đã cài xong các bạn, Extra Linux ha. Giờ serial vào wow, giờ không biết cái cổng nó cộng số mấy, thử cứ lắp phần thôi. Thường là Windows nó sẽ hiện lên cái cổng cơm máy ha, để mình coi coi. Cái khúc này mình tắt các bạn, nhưng mà mình quay tiếp ha. Mình chuyển về cái ô cứng về cái máy Windows 10 để cho nó dễ về thao tác. Trong Extra Linux thì cái cổng cơm nó không có nhận nha, cũng không biết cách mà để mà cập nhật làm sao. Khi mà mình ghim vô cái ổ cứng Win 10 này bạn, thì cái cổng cơm nó không nhận. Thì đang cập nhật cái cổng cơm này, mình mới tiến hành là truy cập vô qua cổng serial, tính cập nhật driver cho cái cổng cơm á. Thì ấy vô cái màn hình Windows Update thì nó báo là cái bản Windows mới cập nhật á, mình xài bản chùa mới cập nhật được không, nó báo là 11 nè. Hồi thử luôn bạn, còn cái ông này chắc để lại ha. À, trong quá trình cập nhật thì nó cập nhật được cái cạc các bạn ha, cơm 1 ha. Rồi giờ vô chi cập thử ha. Còn cái chuyện cập nhật Windows thì sao, serial ok, phản ứng gì hết ha. Rồi Sitco Asa bạn ha, thấy rồi đó ha, enable nó lên, enable password gì đây, gõ chữ Sitco Asa thử ha, Sitco Asa enter không được ha, gõ lại Sitco Asa enter
Rồi, không được bắt ha, không bắt quần thì không đúng nha. Bây giờ mình sẽ reset bắt quần các bạn, mình vô thử ha. Mình sẽ tắt, bây giờ mình sẽ tắt các bạn. Mình tắt ha, rồi mình vô bấm escape để vô phím escape này ha. Phím escape này và rồi để vô chế độ roaming ha. Rồi mình sẽ tắt ha, tắt thì đây nó mắc bạn, tắt hay động lại ha, để nguyên này ha. Tắt. Đờ đó ha, rồi bật lại bạn. Đó ha, vô boot. Bấm escape. Nó chạy thường thì giống như mấy thiết bị nó có cấu hình thì nó tự động lên khá là lâu. Mình chỉ dập phá cho những con đã hư mà ha. Còn mấy con nào mà còn cấu hình mà đang chạy thì vô đụng vô hơi rung tay tí. Trên cộng đồng hướng dẫn của Cisco thì khá nhiều ha. Đây là kêu bấm kép vô chế độ roaming á, roaming sau đó thì xóa thanh ghi rồi để động lại là được ha. Nó đang load lên các bạn. Mình đang bấm escape liên tục. Mình nhớ hôm trước là cái con Cisco kia thì bấm red ha. Roaming rồi đó bạn. Roaming ha. Ok, roaming ha. Rồi, gõ gì nữa đây? Copy bát đi ha. Conrad. Conrad 041 041 ha. Enter. Đó, nó đang cấp S ra. S. Copy bát các bạn ơi ha. Rồi lệnh Conrad. Yes no đây ha, để coi coi. Yes ha. Yes. Yes xong bút ha. Yes. Chết luôn ha. Coi lại cái Kino đấy đó, chết hoài nó chết 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 ha, chết xong rồi tới chữ bút. Ok đâu rồi, chết tiếp. Quái lạ. Enter đi, nào biết enter lên đâu. Một á. Hồi nãy giờ mình bấm viết viết tại vì cái máy này cái con này biết đúng không á, không có đọc chữ khô chứ ha. Khi còn tới lên cơ năm trăm mình hai chữ bút. Bút, bút đó chơi. Bút xong rồi tới đây là bạn ha, bút xong rồi tới vô enable lên ha, đặt password thôi. Cái động lên đó bạn. Ok. Ok. Ha. Bắt quạt các bạn. Nè, mình enable bắt quạt vô ha, mình vô mình gõ chữ enter luôn nha, mình không nhập bắt quạt ha. Sign. Đây còn cái bước đặt bắt quạt thôi, mình không có đặt ha. Mình enter rồi, ok. Đó, là bắt quạt xong rồi đó bạn. Đây những cái người ta đã cài rồi ha.
tên em ít đâu. Rồi đơn giản các bạn, thì làm theo cái lệnh này ha, trên cộng đồng Cisco community.com làm theo này là chạy ha, mạnh dạn lên các bạn ha. Rồi ok, video kết thúc đây ha. Cái này là mình làm, cái này là mình bỏ luôn bắt quạt luôn mà, bắt quạt tự rỗng ha, cái enter tới là chạy. Rồi tới tiếp theo, video tiếp theo thì này như mất hết cấu hình luôn thì phải ta. Mất hết cấu hình bạn ơi. Cái này không phải bạn, mình là sai ha. Khoan coi coi, người ta không có đặt gì hết. Rồi mình làm sai bước bạn, bước này là mình xóa luôn cấu hình luôn bạn, chỉ còn cái tên Cisco Asa thôi chứ còn ok, chứ không phải là giữ nguyên cấu hình ha. Đâu gọi thử cái lệnh này qua nhẹ ha, đây gần nó nhẹ. Sâu lên ha, copy tới rồi bạn vẫn còn ha, mình phải có cái lệnh copy startup config tới running config ha. Đây có đặt ngay những cái IP nè bạn. Ok ha, coi web management có không ha, name if my internet my VPN ha, các kiểu. Video kết thúc đây bạn ha.